cái gì nữa. Bây giờ anh nói rõ ràng nhất quán với em đi. Chuyện của em với anh đang tính sao? Đào à, anh hứa là anh sẽ yêu em suốt đời. Yêu anh, em đã chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Anh biết không, có những đêm khuya mình em thao thức nghe tiếng côn trùng lẫn nơi sầu than. Sao cứ phải đeo mang một tình ngang trái như sóng đỏ đài trong góc khuất của tim. Đào ơi, hãy hiểu cho lòng anh, rồi mai đây anh sẽ làm lễ thành. Anh sẽ đưa em về để chúng mình sống một cùng. Em biết tình yêu anh dành cho em là mãi mãi. Là ngày đã đơm bông, ngày sau trời giăng phủ lôi, ta sẽ bên nhau cùng sánh bước trên đường. Dù muốn dù không, em cũng quyết định đợi chờ. Nếu kiếp này mình không thành chồng vợ, thì em nguyện một đời Đào ơi, anh sẽ về thu xếp thật nhanh để ước mơ chúng mình sớm thành hiện thực. Bỏ những ngày nhớ thương chất mắt, cho nửa hồn không còn nữa. Anh nói thì anh phải nhớ giữ lời đó nha. Anh biết rồi. Nhưng mà Đào à, em phải hiểu cho anh, cho hoàn cảnh trong lúc này. Sao? Tình yêu là một lẽ, còn gia đình là một lẽ. Nửa hồn thương đau luôn. Trời ơi, sao anh tới đây chứ vậy? Thì anh nói anh thèm cơm. Mở công ty không có ai bán cơm, cho nên em đem cơm tới cho anh nè. Trời ơi, tưởng chuyện gì chứ. Chuyện cơm nước có gì đâu quan trọng, không có cơm thì ăn thứ khác. Tụi anh mới đi ăn về. Dạ, em chào chị. Em xin giới thiệu với chị, em tên là Đào. Em là đồng nghiệp của anh Định. Trời ơi, cái gì vậy? Tụi anh nói vậy đi ngang, tụi anh mới đi ăn trưa về đó. Ăn gì? Ăn phở chứ ăn gì. Anh nói là anh thèm cơm, em nấu cơm mang tới cho anh mà anh lại đi ăn phở. Trời ơi, có quan trọng gì đâu phở hay cơm, miễn là sao nó nở được cái bụng, đừng suy nghĩ lung tung vô lãng phí. Trời ơi, quan trọng gì đâu phở hay cơm, miễn sao là no lòng là được. Thiệt, anh có phước quá trời luôn, được vợ lo lắng đủ điều, vậy mà nói không yêu.
nói gì đâu à. Thì cơm có sẵn rồi đó, anh muốn ăn cơm á thì đem vô công ty mà ăn. Coi như em không dám nói gì hết á. À mà quên nữa, anh ơi, em có mua cho anh cái áo mưa nè. Bây giờ trời hay mưa bất tử lắm, anh đem áo mưa theo. Mỗi khi mà trời vừa chuyển mưa anh mặc vô, chứ không thôi là bị bệnh đó, biết không? Em chào chị, em xin phép em vô trước nha. Áo mưa đồ. Em gái mưa. Trời ơi trời, không phải. Hiểu lầm đi, nhân viên công ty nó lo cho sếp đi mất mưa rồi nó mua mưa thôi, có gì đâu. Mà tôi nói và biết bao nhiêu lần, chuyện gia đình có gì về nhà giải quyết, ở đây là công ty. Theo anh thì bây giờ có chuyện gì? Em thấy đâu có chuyện gì đâu. Có chuyện gì đâu. Có gì đâu mà phải về nhà nói. Nói đây cũng được mà. Theo em thì không có chuyện gì hết á. Bây giờ không có chuyện gì ngoài chuyện cơm với phở hết á. Nè, anh muốn ăn phở. Phở gì đây? Vô công ty ăn. Cơm. Tôi đem cơm về.